Rồi, bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Thì bên em vừa mới thực hiện cái video test tải chiếc máy phát điện Honda Daisin, model là SGB7001HA nha quý vị. Đấy. Thì công suất máy đây, quý vị theo dõi ở trên video em đang quay đây ạ. Đây là model máy SGB7001HA. Đấy. Công suất là 5kVA, max của nó là 5.5kVA. Đấy. Dòng tải của nó lên tới tận 22.7A nha quý vị. Đấy, một pha. Điện zin 220 luôn. Đấy, máy nặng từ 82 đến 85 kg. Đấy, chạy xăng. Đấy, made in Japan. Đấy, quý vị có thể ghé thăm website của Daisin nha. Đấy, dòng này được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật nha quý vị. Đấy, dòng này nhập khẩu nguyên chiếc. Động cơ Honda GX390. Củ phát là củ phát tròn. Đấy. Thì vừa rồi em có thực hiện cái video test tải là hai chiếc ấm siêu tốc, mỗi chiếc ấm là công suất là 1500W. Đấy, em cũng cắm cái đồng hồ để theo dõi cái điện áp nó dao động. Đấy, như quý vị đã xem ở trên video đấy. Đấy. Thì sau đây thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết cái chiếc máy Honda Daisin này. Máy cực đẹp luôn. Chiếc này chỉ thiếu mỗi thùng nha. Chiếc này em cũng đã giới thiệu đến quý vị rồi. Đấy, nhưng mà khi đó là nhà em chưa dọn dẹp gì. Và đây là thành quả nhà em. Đấy, các anh em thợ đấy đã làm xong, đã dọn dẹp xong. Nhất là cái khung này ấy, thì nó có bị chầy thì nhà em có đánh ráp, ráp bằng tay rồi sơn, bằng loại sơn rất là chất lượng chứ không phải là sơn loại sơn bình thường đâu ạ. Đấy, quý vị có thể thấy nhá, cái độ bóng và độ lì của sơn nha, không khác gì sơn zin luôn, nguyên bản của nhà máy luôn nha. Đấy. Đấy, quý vị có thể thấy nha. Thứ nhất là cái tay nghề của người thợ. Và thứ hai là cái chất lượng sơn là nhà em không có sơn loại sơn đều nha. Gọi là sơn sơn kém chất lượng đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc này máy này chỉ thiếu mỗi thùng còn tem luôn. Khi về là nó còn nguyên bản còn tem luôn nha. Đây. Thực ra là trời nó cũng đang tối rồi quý vị. Em quay vào buổi chiều giờ thì nó khoảng rơi khoảng gần 7 giờ tối rồi. Thì mong quý vị thông cảm nha. Hình ảnh nó không được sắc nét thì mong quý vị thông cảm đây ạ. Đây là lốp máy đây. Đấy. Lốp máy rất là đẹp luôn, trắng tinh luôn quý vị ạ. Đấy. Đây số máy đây. Thì em đã quay số máy của con này rồi. Đây quý vị. Đấy. Đây củ phát đây. Động cơ Honda GX390 nha. Anh em nào cần cái động cơ này thì alo cho bên em, chạy cắt bê tông, chạy vỏ lái nha. Động cơ Honda GX390 13 ngựa của Nhật. Siêu lướt luôn. Nếu mà động cơ này trừ động cơ của quý khách mua cái động cơ mới thì em chịu. Chứ còn nếu động cơ cũ thì khẳng định mọi người là không có cái động cơ nào đẹp bằng cái động cơ này đâu ạ. Đấy. Đây. Động cơ Honda GX390 đây. Đấy. Thời tiết nó hơi bị tối rồi. Nên là mong quý khách hết sức là thông cảm giúp em nha. Đấy, em cố gắng quay cái video. Đấy. Để những chiếc máy này thì là sẵn sàng để bàn giao cho quý khách hàng. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu về chiếc máy phát điện công suất từ 5 đến 5 kVA. Đấy thì alo luôn cho bên em. Đấy, động cơ Honda GX390. Chiếc máy này khẳng định với quý vị là gần như là mới tinh luôn. Đấy. Gần như là mới tinh luôn. Rất là đẹp luôn. Nhà em hiện tại còn hai chiếc Daisin này. Chất lượng máy cũng gần như là mới tinh luôn. Đấy. Đây, bình xăng đây. Chiếc này em đã quay rất là kỹ đến quý vị rồi. Đấy, giới thiệu với quý vị rồi. Đây, củ phát đây. Đây, quý vị có thể thấy là đèn đã bật rồi. Đấy, nên mong quý vị hết sức thông cảm nha. Đấy. Đây, động cơ đây. Đấy. Rất là đẹp luôn. Bình xăng con này, chế này hôm trước là em mua về là nó là chế lô, chế Trung Quốc nha. Nhưng mà nhà em đã thay bằng chế zin luôn. Đây, cái hin Japan luôn. Bình xăng con zin luôn. Thứ nhất là thay này để đảm bảo tất cả các sản phẩm giao đến tay khách hàng là đều là sản phẩm zin và chất lượng nhất nha. Đấy. Những điều mà nhà em cố gắng đây. Khi em mua về em đã quay cho quý vị đó là cái chế và bình xăng con này, bình xăng lô. Giờ em đã thay bằng cái bình xăng zin rồi. Đấy. Nhà em thì có bán hết tất cả các dòng phụ tùng này. Nhà em mua bán luôn. Đấy, mua tất cả các anh em thợ mà có những cái dòng phụ tùng mà đẹp ấy thì nhà em luôn tuyển về. Tuyển về thứ nhất là để bán cho lại quý khách hàng, hai là nhà em sử dụng đây. Ví dụ như những con này em thay vào luôn. Đấy, có đồ thay luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn, chiếc máy Honda Daisin SGB7001HA này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật. Rất là đẹp luôn nha quý vị, chỉ cần thiếu mỗi thùng thôi. Đấy, quý vị có nhu cầu về các dòng máy phát điện này, động cơ xăng này, củ phát điện này, phụ tùng này, máy xây dựng các loại nha, thì alo bên em.
Bên em thì chuyên mua bán, trao đổi toàn quốc luôn. Đấy, quý khách hàng mà có máy mà không nhu cầu sử dụng nữa thì bên em cũng mua lại luôn. Đấy, bên em giao hàng toàn quốc. Mọi thông tin nhu cầu thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739 Zalo của em. Đấy, quý vị nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc qua Zalo nha. Đấy. Đấy, bên em sẽ phản hồi sớm nhất cho quý khách hàng. Tất cả các dòng máy bên em đều bảo hành 2 năm, hỗ trợ chọn đời máy sử dụng, giao hàng toàn quốc. Đấy. Rồi, em vừa giới thiệu đến quý vị cái video test tải và giới thiệu chi tiết một chiếc máy phát điện Honda Daisin, hàng nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật, công suất 5, max của nó là 5.5 kVA. Đấy. Cực đẹp luôn. Đấy, cái này là nhà em có ráp lại cái khung để sơn lại nha quý vị. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video bên em. Xin mọi người vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của bên em. Đấy. Sau em quay video em sẽ rút kinh nghiệm, chứ bây giờ nó hơi tối rồi nên chất lượng video nó không được tốt lắm, mong mọi người thông cảm nhé. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo ạ.